Chào bà con luôn nha. Thì bữa nay thì mình rảnh thì mình làm một clip ngắn để mình chia sẻ cho bà con về vấn đề mà cách giải phân cho bưởi trong một cái giai đoạn đang mang trái, làm sao mà nó có một cái sự hợp lý. Thì nói về vấn đề mà mỗi nhà vườn cách giải phân thì ai cũng biết, ai cũng rõ hết rồi. Mà nhưng chủ yếu là mình chia sẻ ở đây để cho bà con giải làm sao mà cho nó vừa có đúng cách và nó đúng một cái thời điểm và nó đơn giản, nó không có tốn hao về vấn đề mà tiền bạc hay là một cái thời gian ha. Cho nên trong một cái giai đoạn này là vườn bưởi của mình nó cũng mang trái, nói chung ra nó cũng rất là sai. Thì sẵn đây thì mình quay một cái clip ngắn để mình nói, để mình lấy ra một cái tựa đề cho dễ nói chuyện. Thôi mình nói vòng vòng nó cũng mất một cái thời gian, thì sẵn đây thì mình vô một cái chủ đề để cho nó không có mất một cái thời gian. Thì trước mắt khi mà mình muốn dưỡng bưởi của mình vừa đạt một cái chất lượng trái màu đẹp và nó không có bị sồ trái và nó mọng nước, thì cái cần thiết đầu tiên nhất là phân chuồng. Phân chuồng ở đây là nó không có thể thiếu nha, tại vì phân chuồng là giúp cho một cái cây bưởi của mình trong một cái giai đoạn đó nó giữ được một cái độ xanh tốt lâu dài và những cái hợp chất nó khác nhau trong một cái phân chuồng ha. Còn một cái thứ hai nữa là thành phần chung quy lượng, cho nên chung quy lượng á, là mình cũng vô gốc, tại vì chung quy lượng ở đây là giúp cho cây bưởi của mình nó có một cái chất đề kháng để duy trì, để giúp cho một cái trái bưởi của mình nó chống rụng và nó không có ảnh hưởng về vấn đề mà méo trái hay là nó bị về nứt trái. Thì chung quy lượng nó những cái hợp chất nó khác nhau thì nó cũng đầy đủ chất giúp cho một cái cây bưởi của mình cái sinh lý á, thì nó mạnh ha, cho nên là nó chống rụng là một cái chuyện bình thường nha. Mà mình muốn một cái vườn bưởi mà sai thì mình trước tiên là mình phải sử dụng chung quy lượng ha. Còn một cái nữa là bà con không thể thiếu là có nghĩa là phân hóa học. Phân hóa học là mình xài trong một cái giai đoạn mà cây bưởi của mình nó đang cần một cái số lượng mà mình săn sóc nó phát triển nhanh, cho nên mình phải sử dụng phân hóa học. Thì phân hóa học ở đây là mình sử dụng là 20 20 15 hay là 3 số 15. Thì trong một cái giai đoạn mà trái bưởi của một cái vườn mình á nó đang bằng một cái ly thì mình sử dụng một lần, rồi sau này nó bằng một cái chén thì mình cũng sử dụng một lần. Thì trong một cái giai đoạn đó là mình sử dụng hai lần đối với một cái khu vườn bên mình là nó đủ ha. Thì sau đó là nó bự hơn một cái chén, thì một cái trái bưởi của vườn mình nó đã có một cái nhân rồi. Thì trong giai đoạn đó thì mình không có sử dụng 20 20 15 hay là 3 số 15 nữa, mà mình chủ yếu á, là mình sử dụng phân kali. Phân kali muối ớt á, là mình sử dụng giống vậy để mình tạo nhân. Nó càng lớn nhân thì cái vỏ nó lại càng càng mỏng và nó đẹp màu. Cho nên nó đối với vườn của bên mình là mình sử dụng phân kali muối ớt để tạo nhân, thì giống vậy là một cái vườn bưởi của mình thì cái màu nó rất là đẹp ha. Thì trong một cái giai đoạn này là mình chia sẻ cho bà con, thì nó trời nó chuyển mưa nó hơi tối, chứ thật chắc ra một cái vườn bưởi của bên mình nó đang mang trái á, là màu nó rất là đẹp nha. Thì sẵn đây thì mình cũng chia sẻ cho bà con để cho bà con lưu ý ha. Lưu ý ở đây là nhằm khi là mình sử dụng phân 20 20 15 để tạo cho một cái trái nó có một cái bộ khung lớn trước. Thì nhằm khi á, mình tạo có một bộ khung nó lớn trước, nó đã dư một cái số lượng 20 20 10 20 20 15 hay là 3 số 15, thì bà con nhìn á, thì bà con dễ biết là mình chỉ cho bà con nhìn đơn giản, có nghĩa là mình nhìn giống như là một cái đít trái bự. Thì một cái đít trái bự giống như là nó bị sồ trái, thì bà con nhìn ở dưới đít trái bự giống vậy á, nó bị nhăn ha, là trong một cái giai đoạn đó nó đang dư phân 20 20 15 hay là 3 số 15.
Thì sẵn đây thì mình cũng nói rõ cho bà con luôn, có nghĩa là mình sử dụng phân M20-20-15 thì mình cộng vô 3 số 15 cũng vẫn được nha. Tại vì hai cái thứ đó là chuyên về nuôi trái ha. Cái mà thứ mà chuyên về nuôi trái theo mình biết là 3 số 15, mà nhưng ở đây là mình sử dụng về vấn đề mà 20-20-15 thì trái nó cũng đạt rồi, cho nên thì bà con sử dụng 20-20-15 cũng đạt luôn. Tại vì mình làm vườn là cái gì mà nó nói về chi phí nó hay cao hay là cái nào nó rẻ hơn thì bà con nên sử dụng, nếu mà cái rẻ hơn nó có một cái hiệu quả thì mình sử dụng thì nó cũng rất là tiện nha. Tại vì mình sử dụng ở đây là lâu dài chứ không phải mỗi ngày ha, chứ không phải là lâu lâu mình sử dụng một lần. Ý mình nói là mình sử dụng lâu ngày thì những cái thứ gì mà nó hiệu quả và nó rẻ thì mình sử dụng. Cho nên là phân 20-20-15 thường thường nó rẻ hơn phân 3 số 15 cũng hơi nhiều, mà mình sử dụng ở đây là một cái thành quả vườn bử của mình nó rất là đạt. Thì bà con nếu mà sử dụng 20-20-15 cũng được hay là 3 số 15 cũng được ha, tùy theo một cái túi tiền. Giống như một cái cây bử này của mình thì trong một cái giai đoạn này là mình cũng chuẩn bị sắp bán rồi nha. Thì trái nó cũng rất là sai, màu nó cũng rất là đẹp, thì bà con nhìn cũng thấy ha. Mà tại vì là trời chuyển mưa hơi tối quá thì mình quay thì nó không có được rõ, thì bà con nhìn đó thì bà con cũng thông cảm. Mà nhưng bà con nhìn kỹ giống như những cái trái bử ở đây thì vỏ mỏng và màu đẹp ha. Thì nhìn một cái trái bử này thì bà con biết một cái cách săn sóc của mình, giống như từ nãy giờ mình chia sẻ cho bà con nó đạt một cái hiệu quả như thế nào rồi đó. Giống như bà con nhìn vòng vòng trong một cái ở ngoài tán cây của một cái cây bử này thì nó cũng rất là sai nha. Mà nhầm khi nó tối quá thì nó nằm trong một cái kẹt lá, không phải trong một cái kẹt lá, thì bà con xem không có rõ ha. Đó, giống như mình quay gần để cho bà con xem rõ, giống như là một cái vườn bử của mình thì nó cũng màu nó đối với mình là nó đạt chất lượng ha, còn đối với vườn khác nhầm khi bà con hay so sánh, nhầm khi thua những cái vườn khác thì mình cũng công nhận. Mà quan trọng nhất là đối với mình một cái thành quả, một cái trái mà vừa đẹp màu và lại mỏng vỏ và nó không có rớt gì vấn đề mà hàng dạt nhiều, thì đối với mình giống vậy thì mình cũng rất là đạt rồi nha. Trời tối quá nếu mà mình đi sâu vô trong kia thì bà con xem không rõ thì thôi, sẵn đây thì mình cũng đi hay sâu sâu vô để cho bà con nhìn thấy một cái khu vườn bử của bên mình, nhằm khi tối thì bà con cũng thông cảm ha. Đó, giống như là mà những cái cây bử này thì mình chia sẻ cho bà con nhìn thấy trái đó có nghĩa là điều nha. Thì mình cũng nói thêm cho gành, giống như bà con mà muốn đạt một chất lượng mà bử vừa đẹp màu đẹp da không có bị sồ trái thì bà con cũng nên bẻ tiễn trái ha. Nhằm khi sai quá thì bà con nên bẻ tiễn trái bớt, chứ quan trọng nhất là một cái sinh lý. Cho nên là mình dù cho mình săn sóc, mình gãi phân như thế nào mà nhầm khi nó sai quá đi thì một cái vườn bử của mình nhầm khi trái nó hay nhỏ, nó không có đều được. Cho nên là cái quan trọng nhất cũng là sinh lý một phần. Vì vậy là mình kêu bà con sử dụng chung quy lượng để cung cấp một cái sinh lý cho nó. Thì một cái bử của mình nó sinh lý nó mạnh thì một cái trái nó mới chống rụng và nó mới có không có dị tật hay là nứt trái ha. Tại vì chung quy lượng nó cũng rất là hay nha. Vườn bử bên mình thì cây nào cũng giống như cây đó, mà clip nào cũng giống như clip đó thôi. Mà đặc biệt một điều là mình vô lòng trong là mình quay á,
là nó không có rõ, tại vì nó phức một cái ánh nắng, mà trong một cái giai đoạn trời chuyển mưa nữa thì nó cũng không có rõ được, giống như những cái cây bên kia thì bà con nhìn xa xa trái nó cũng rất là sai ha. Thôi mình cũng chúc cho bà con một ngày mới vui vẻ luôn nha.